Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì A Music Shop xin được giới thiệu với lại tất cả chúng ta ba cái model mỏ sắt của hãng LB, tức là hãng Latin Percussion, một thương hiệu nổi tiếng cao cấp đến từ Mỹ. Thì đầu tiên sẽ là mỏ sắt LBA 402, và đây là LBA 404, và đây là LBA 406. Thì chúng ta thấy là LBA 402 là có kích thước nhỏ nhất trong ba cái mỏ này. LBA 402 thì kích thước của nó là 45/8 inch, LBA 404 thì là 53/4 inch, và LBA 406 tức là 67/8 inch. Thì chúng ta biết rằng là cái mỏ mà càng ngắn thì cái tiếng chuông nó càng nhiều đó, và mỏ càng lớn thì nó cái sao nó càng ấm. Bây giờ chúng ta sẽ test các cái sao của cái mỏ này, và các bạn cảm thấy mà phù hợp với lại cái sao nào thì chúng ta sẽ dùng cái mỏ đó. Thì đối với mỏ LB Percussion này thì chúng ta sử dụng cho trống ra để chơi các cái dòng nhạc Latin như là salsa rồi hay là cha cha mambo rồi vân vân, thì nó là thích hợp và nó sẽ tạo một cái hiệu ứng rất là hay, đúng chất của nó. Và chúng ta sẽ nghe qua một số cái sao của các mỏ này nhé. Đây là LBA 402. Và đây là LBA 404 nha các bạn. Và đây là LBA 406, mỏ lớn nhất. Rõ ràng là chúng ta thấy mà mỏ càng lớn càng dài thì cái tiếng nó sẽ ấm hơn. Rồi, việc chọn lựa cái sao nào là do các bạn nha. Các bạn có nhu cầu mà sở hữu những cái mỏ này thì liên hệ với A2 Music Shop. Còn lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.